Hello, thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường Chu Văn An. Như tụi con đã biết, hiện giờ trên toàn cầu, tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến hết sức phức tạp. Và ở Việt Nam cũng vậy. Trước tình hình đó thì chính phủ Việt Nam đã có quyết định đó là cho các con tạm thời chưa đến trường ở nhà để nhằm mục đích đó là toàn dân chúng ta đồng lòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, còn gọi tắt là chống dịch nCoV. Thế thì ở trường Chu Văn An của chúng ta, để nhằm giúp cho tụi con ở nhà phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo được lượng kiến thức cũng như những kiến thức trọng tâm của chương trình toán lớp 6, nên cách đây vài tuần các thầy cô đã tiến hành gửi bài để cho các con làm tại nhà. Và đến hôm nay thì để cho cái việc học của tụi con được tốt hơn, các thầy cô đã tiến thêm một bước nữa, đó là hướng dẫn bài học cho các con trực tuyến thông qua một số những cái clip hướng dẫn kiến thức cô đọng dựa trên nền tảng giảm tải mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông báo để đảm bảo được những kiến thức trọng tâm cho tụi con. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trên clip video này với mục đích thầy sẽ hướng dẫn tụi con chương 3 của toán lớp 6, đó là phần phân số. Thế thì trước khi bắt đầu, tụi con hãy lấy sách giáo khoa và mở sách giáo khoa ra ở vị trí bắt đầu từ trang số 4 và theo sự hướng dẫn của thầy để chúng ta chuẩn bị bắt đầu cho tiết học ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương 3 của chương trình toán lớp 6, đó là chương phân số. Và tụi con nhìn thấy tiêu đề vừa xuất hiện, bài số 1 là bài phân số bằng nhau. Không phải với tựa đề là mở rộng khái niệm phân số như trong sách giáo khoa. Bởi vì trên tinh thần giảm tải của Bộ Giáo dục Đào tạo thì phần mở rộng khái niệm phân số sẽ được tinh gọn hơn, chứ chúng ta không bỏ đi, nên tụi con đừng lo lắng. Và phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay đó chính là mở rộng khái niệm phân số. Ngay tiêu đề của bài này, mở rộng khái niệm phân số ở trong phần đầu tiên, tụi con dễ dàng hình dung như vậy, khái niệm phân số này chúng ta đã được biết ở đâu đó rồi. Và quả đúng như vậy, ở chương trình tiểu học tụi con đã được biết đến các khái niệm phân số với tử số và mẫu số của phân số đó là các số tự nhiên. Và đến lớp 6, chúng ta lại gặp lại phân số, nhưng khái niệm phân số bây giờ được mở rộng hơn. Tại sao vậy? Bởi vì tập hợp số của chúng ta hiện nay đã được mở rộng đến tập hợp số nguyên, đó là tập hợp Z. Vậy thì khái niệm phân số của chúng ta sẽ được mở rộng như thế nào đây? Các bạn hãy cùng quan sát. Người ta gọi cái gì đây ta? Với A, B thuộc Z, B khác không là một phân số, A là tử số, B là mẫu số của phân số. Vậy gọi cái gì đây các bạn? À, người ta gọi một số được viết dưới dạng A phần B. Trong đó AB thuộc Z có nghĩa AB là các số nguyên. Và B vẫn đáp ứng điều kiện là phải khác không giống như trước đây. Thì lúc đó số được viết như thế này, được gọi là một phân số. Và tên gọi A vẫn là tử số, B vẫn là mẫu số của phân số đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành một số các cái ví dụ để làm sáng tỏ hơn về nội dung của việc mở rộng khái niệm phân số ngày hôm nay. Đây cũng chính là phần cô đọng mà tụi con sẽ viết vào trong tập của mình luôn nhé. Thầy có ví dụ đầu tiên với các số được viết 1 phần trừ 2, trừ 2 phần trừ 3, 0 phần trừ 5. Và chúng ta đối chiếu với
nội dung của việc mở rộng khái niệm phân số bên trên, thì ta thấy rằng ba con số này đều đáp ứng đủ tất cả các điều kiện được viết đúng dưới dạng như kiểu A phần B. Trong đó phần phía trên, phần phía dưới vẫn đáp ứng đủ các cái điều kiện, đó là các số nguyên, số bên dưới khác không. Như vậy rõ ràng nếu viết và đáp ứng đủ các điều kiện như thế này thì rõ ràng những số này sẽ được gọi là gì đây tụi con? Đó chính là những phân số. Thế thì bây giờ thầy có thêm một ví dụ khác với hai con số được viết như thế này: 1,7 phần trừ 3 và trừ 2 phần 0. Vậy hai số này có phải là phân số không các bạn? Chúng ta lại đối chiếu với nội dung mở rộng bên trên. Ở số đầu tiên, ta thấy thành phần phía bên trên không có thuộc Z. 1,7 chúng ta không phải là số nguyên các bạn ơi. Vậy nó có phải là phân số không tụi con? Thầy nghĩ là tụi con đã có câu trả lời trong đầu. Và tương tự như vậy với số thứ nhì, phía trên trừ 2 đáp ứng yêu cầu là một số nguyên, bên dưới không cũng là một số nguyên, đúng rồi. Nhưng mà nó lại sao rồi tụi con? Nó lại bị bằng không mất rồi. Mà điều kiện của chúng ta đó là số bên dưới. Số bên dưới có nghĩa là nếu như nó là mẫu, nó đã là phân số rồi thì mẫu nó phải khác không. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là gì? Mẫu nó bằng không nên nó không phải là phân số đâu các bạn ơi. Và nó là cái gì thì thầy nghĩ là tụi con đã đủ kiến thức và có một kết quả chính xác để điền vào trong đây. Tụi con hãy nhanh chóng viết những kiến thức này vào và điền cả phần chấm 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 mà thầy chừa trống để cho tụi con tư duy một chút trong việc học online không bị nhàm chán. Chúng ta bước sang phần tiếp theo, nội dung tiếp theo trong phần này đó là gì? Thế thì một số nguyên A có thể viết là cái gì đấy ta? Ngày xưa chúng ta học ở tiểu học thì một số tự nhiên vẫn có thể được viết dưới dạng một phân số với mẫu là 1. Vậy thì số nguyên A làm điều này có được không ta? Chúng ta hãy cùng xem. À, các bạn ơi, một số nguyên A cũng có thể được viết ở dưới dạng một phân số, đó là A phần 1 với mẫu là 1. Và đây cũng chính là một trong những nhận xét mà chúng ta cần hết sức lưu ý khi ở đâu đó chúng ta bắt gặp câu hỏi một số nguyên bất kỳ, ví dụ 5 có phải là phân số không bạn? Trừ 7 có là phân số không bạn? Vậy thì với cái nhận xét này đã giúp tụi con có thể có được một câu trả lời chính xác. Phần nhận xét này cũng đã kết thúc nội dung trọng tâm nhất của phần mở rộng khái niệm phân số. Vậy thì trước khi bước sang phần tiếp theo của bài, chúng ta hãy cùng cô đọng lại kiến thức cần nắm trong phần đầu tiên này, đó là gì? Khái niệm phân số của chúng ta bây giờ được mở rộng với tử số và mẫu số không còn đơn thuần là những số tự nhiên nữa, mà nó đã được mở rộng đến mức đó là nó có thể là các số nguyên. Và điều kiện mẫu vẫn phải khác không bình thường nha các bạn. Một số nguyên bất kỳ cũng có thể hiểu nó là một phân số với mẫu là 1. Và bây giờ chúng ta hãy sang phần tiếp theo, phần phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần nội dung về hai phân số bằng nhau. Thế nào là hai phân số bằng nhau đây các bạn? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu định nghĩa sau đây. Các bạn hãy quan sát trên màn hình. Hai phân số A phần B sẽ bằng được với C phần D nếu chuyện gì xảy ra, nếu A nhân cho D bằng B nhân cho C. Ôi trời ơi, nhức đầu quá, toàn là chữ không. Các bạn hãy yên tâm, thầy sẽ chỉ cho các bạn một cách nhớ rất là dễ dàng. Đó là hai phân số sẽ bằng nhau khi nào? Khi tích chéo của nó bằng. Vậy tích chéo là gì đây con? Tích chéo chính là tử phân số thứ nhất nhân với mẫu phân số thứ nhì sẽ bằng được với lại mẫu của phân số thứ nhất nhân với tử của phân số thứ nhì. Vậy nội dung ngắn gọn mà tụi con cần phải nhớ trong định nghĩa này đó là gì? Hai phân số muốn bằng nhau khi tích chéo nó bằng. Như vậy là đã đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào ví dụ đầu tiên để hiểu rõ hơn về định nghĩa này. Đầu tiên thầy có hai phân số 3 trừ 3 phần 4 bằng 6 phần trừ 8. Ủa tại sao nó bằng vậy ta?
Vậy chúng ta hãy đối chiếu lại so với định nghĩa của mình. Hai phân số này chỉ bằng khi tích chéo nó bằng. Tụi con hãy nhìn tích chéo của nó. Trừ 3 nhân trừ 8 và 4 nhân với 6. Trong tích chéo này, tụi con lưu ý có trừ 3 nhân với trừ 8. Đây là tích của hai số nguyên âm. Chúng ta ôm lại một chút về tích của hai số nguyên âm. Tụi con đặc biệt nhớ quy tắc về dấu. Quy tắc về dấu trong phép toán nhân và phép toán chia của số nguyên. Nếu hai số cùng dấu thì sẽ cho ra kết quả là số dương. Nếu hai số trái dấu thì kết quả sẽ cho ra là một số số âm. Tuy nhiên thầy cũng bày cho tụi con một cách nhớ ngắn gọn trong quy tắc dấu của phép nhân và phép chia. Tụi con chỉ cần nhớ như sau. Cùng thì ra cộng mà trái thì ra trừ. Như vậy ở đây tụi con dễ dàng thấy được trừ 3 nhân cho trừ 8 chúng ta được 24. 4 nhân với 6 chúng ta cũng được 24. À như vậy là tích chéo của nó đã bằng rồi, cho nên hiển nhiên hai phân số này chúng ta được quyền kết luận nó bằng nhau. Và quả thật như vậy, chúng ta xem đúng không nào. À đúng rồi, vì trừ 3 nhân trừ 8 bằng 4 nhân với 6 và bằng 24. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Ta lại có hai phân số, nhưng lúc này hai phân số không bằng nhau. Vậy muốn biết điều này có đúng hay không? Chúng ta lại áp dụng định nghĩa vào trong này. Nó sẽ bằng nếu tích chéo nó bằng. Ta xem, tích chéo 3 nhân với 7 và 5 nhân với trừ 4. Trong ví dụ này, nếu tụi con chú ý và khéo léo một chút, thì tụi con sẽ không cần phải thực hiện phép toán nhân, mà tụi con chỉ cần dựa vào quy tắc dấu trong phép toán nhân của hai số nguyên, con dễ dàng thấy rằng hai tích chéo này khác nhau. Một tích 3 nhân với 7 sẽ ra dương, một tích 5 nhân với lại trừ 4 sẽ ra âm. Cho nên chắc chắn hai tích chéo này không bằng nhau và chúng ta dễ dàng kết luận được nó khác nhau. Đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là nhiệm vụ của tụi con sẽ phải mở sách giáo khoa ra, nhìn vào trang số 8 của sách giáo khoa. Thầy cho các bạn vài giây để các bạn mở sách ra. Các bạn lưu ý rằng chấm hỏi 1 và chấm hỏi 2 này thầy chỉ yêu cầu các bạn nhìn vào sách giáo khoa và làm nhẩm luôn. Chúng ta không cần phải viết vào tập bởi vì nó rất dễ. Chúng ta vào chấm hỏi thứ nhất. Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vậy làm sao biết nó bằng đây ta? Lại kiểm tra tích chéo. Cặp thứ nhất, ta có tích chéo 1 x 12 và 4 x 3 bằng nhau rồi bởi vì cùng cho kết quả là 12. Cặp thứ nhì, 2 phần 3 và 6 phần 8. Ta sẽ có tích chéo là 2 x 8 và 3 x 6. Hai tích chéo này có bằng nhau không con? Không, bởi vì sao? 2 x cho 8 thì bằng 16. Còn 3 nhân cho 6 thì bằng bao nhiêu? 18. Do đó ở câu B này, hai phân số không bằng nhau. Ta sang câu C. Cặp tích chéo thứ nhất là trừ 3 nhân cho trừ 15. Cặp tích chéo thứ nhì là 5 nhân cho 9. Và rõ ràng, hai tích này đều cho chúng ta một kết quả, đó là bằng 45. Lưu ý, trừ 3 nhân trừ 15 cùng thì ra cộng, tức là bằng cộng 45, cũng bằng với lại 5 nhân với 9 tụi con nhé. Chúng ta sang câu D. Ở câu D, muốn biết nó có bằng nhau hay không, ta lại kiểm tra tích chéo và nếu tụi con khéo léo lại phát hiện ra và dễ dàng kết luận ngay. Có bằng nhau không ta? Không thể bằng được bởi vì một tích 4 nhân cho 9 ra dương, một tích 3 nhân cho trừ 12 ra âm, cho nên chắc chắn cặp phân số này không bằng. Rồi, các bạn theo kịp chưa hết nào? Rồi, chúng ta hãy sang tiếp theo chấm hỏi 2. Có thể khẳng định ngay, tụi con lưu ý đó là chữ khẳng định ngay nhằm mục đích ám chỉ là chúng ta có thể kết luận càng nhanh càng tốt. Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Tại sao? Cặp thứ nhất, trừ 2 phần 5 và 2 phần 5, bằng không tụi con? Chắc chắn không bằng, trả lời nhanh. Tại sao? Tại vì trừ 2 nhân cho 5 sẽ khác 5 nhân cho 2. Một tích ra âm, một tích ra dương. Tương tự như vậy cho hai cặp phân số còn lại, 4 phần trừ 21 và 5 phần 20. Cặp cuối cùng là trừ 9 phần 11 và 7 phần trừ 10.
Cả hai cặp phân số này đều có tích chéo khác dấu với nhau, một tích chéo ra dương và một tích chéo ra âm. Như vậy, qua hai ví dụ của thầy cũng như việc áp dụng làm chấm hỏi 1, chấm hỏi 2 đã giúp tụi con thấm nhuần được định nghĩa hai phân số bằng nhau và có thể ứng dụng để giải thích việc hai phân số nào đó có bằng nhau hay không. Thế thì định nghĩa này phải chăng chỉ giúp chúng ta chỉ làm được bấy nhiêu thôi? Chúng ta hãy sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ tìm số nguyên x biết. À, cái này hay à nha. Hai phân số bằng nhau mà có liên quan tới tìm số nguyên x nữa ta. Chúng ta hãy vào bài đầu tiên. Thầy có cặp phân số gồm phân số đầu tiên là x phần 4, có nghĩa là một thành phần chưa biết, bằng với lại phân số thứ nhì là trừ 21 phần 28. Phân số này có đầy đủ tử và mẫu. Vậy hai phân số này bằng nhau, bắt tôi tìm x, làm sao tôi tìm đây? Trong khi cơ sở duy nhất, kiến thức duy nhất mà tôi có cho đến lúc này, hai phân số bằng nhau thì tích chéo của nó sẽ bằng. À, tích chéo của nó bằng, đúng rồi, đó là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. Chúng ta hãy xem. Vì hai phân số này bằng nhau nên tôi có tích chéo bằng. À, x nhân cho 28 bằng 4 nhân cho trừ 21. Bây giờ bài toán của chúng ta đã trở thành một bài toán tìm x vô cùng đơn giản và quen thuộc, đúng không tụi con? Chúng ta hãy thực hiện tiếp việc thu gọn vế bên tay phải của bài toán mới này lại. Ta được cái gì? Ta được x nhân với 28 bằng với lại trừ 84. Vậy đến đây quá dễ để tôi có thể tìm được x. Và như vậy ta thấy với định nghĩa hai phân số bằng nhau, ngoài việc giúp chúng ta lý giải được các phân số có bằng nhau hay không, nó còn giúp cho chúng ta tìm được một thành phần chưa biết trong cặp hai phân số bằng nhau mà chúng ta chỉ có một thành phần nào đó chưa biết, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được cái thành phần đó nhờ định nghĩa này. Như vậy, đây cũng chính là nội dung mà các bạn cần phải ghi vào trong tập của mình trong phần 2 La Mã này. Toàn bộ phần này tụi con sẽ ghi vào trong tập. Và bởi vì đây là clip video, cho nên nếu như nãy giờ tụi con có chú tâm nghe giảng quá mà không kịp ghi bài, thì tụi con có thể pause tạm dừng nó lại để ghi bài, không sao cả. Đến đây cũng là kết thúc tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Và dĩ nhiên sau khi kết thúc tiết học thì phần việc còn lại sẽ có một chút công việc nho nhỏ dành cho tụi con. Đó chính là bài tập về nhà. Tụi con hãy về nhà làm cho thầy bài tập số 6, số 7, sách giáo khoa trang số 8. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, thầy mong rằng qua clip video này thầy đã phần nào giúp tụi con dễ dàng tìm hiểu được kiến thức và hiểu bài rõ hơn. Chúc tụi con có những ngày nghỉ tại nhà để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, đồng thời cũng có thể đảm bảo được việc học của mình một cách tốt nhất. Thầy xin chúc tụi con và gia đình được vui khỏe. Xin chào các bạn, và bây giờ chúng ta lại gặp lại với nhau để tiếp tục sang một bài học tiếp theo nữa trong chương 3 này. Đó chính là bài về tính chất cơ bản của phân số. Trước khi bắt đầu vào bài học này, thầy lưu ý các bạn. Trong bài học này, thầy sẽ dẫn dắt các bạn cùng với thầy ôn lại kiến thức cũ của bài học trước. Dựa trên kiến thức cũ đó, chúng ta sẽ phân tích để xây dựng kiến thức mới cho bài học ngày hôm nay. Cho nên, các bạn chỉ cần công việc đầu tiên đó là mở sách giáo khoa ra ở trang số 9 và cùng quan sát màn hình, lắng nghe lời giảng và hướng dẫn của thầy để chúng ta cùng phân tích, tìm hiểu kiến thức mới dựa vào những kiến thức cũ mà chúng ta đã biết ở bài học hôm trước. Thế bài học hôm trước đã giúp chúng ta biết được cái gì đây ta? Nào chúng ta bắt đầu. À, bài học hôm trước đã giúp chúng ta lý giải được, biết được tại sao hai phân số bằng nhau. Ví dụ trên màn hình thầy có phân số 1 phần trừ 3 bằng với lại phân số 2 phần trừ 6.
Thầy tin rằng các bạn dễ dàng lý giải được hai phân số này vì sao nó bằng nhau. Tiết học ngày hôm trước, thầy có nhấn mạnh với tụi con, muốn biết bằng nhau hay không, chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào tích chéo. Nào, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra. À, ta đã biết vì 1 nhân cho trừ 6 bằng 2 nhân với trừ 3, cho nên hai phân số này bằng nhau. Rồi, để củng cố hơn nữa kiến thức chúng ta đã học, thầy và trò chúng ta hãy cùng nhau quan sát chấm hỏi 1 ở trang số 9 sách giáo khoa. Lưu ý đó là các bạn chỉ cần nhìn vào sách giáo khoa làm nhẩm. Thầy không yêu cầu các bạn phải làm chấm hỏi này vào tập. Chấm hỏi 1 yêu cầu chúng ta giải thích vì sao trừ 1 phần 2 bằng với lại 3 phần trừ 6. Cặp phân số thứ nhì, trừ 4 phần 8 bằng 1 phần trừ 2. Cặp phân số thứ ba, 5 phần trừ 10 bằng trừ 1 phần 2. Tụi con dễ dàng thấy được tất cả các cặp phân số này đều có tích chéo bằng nhau đúng không nào? Cho nên các phân số này bằng nhau. Rồi, thế thì dựa vào kiến thức cũ này giúp chúng ta tìm hiểu ra được điều gì đây? Tụi con hãy quan sát lại một lần nữa cho thầy ở chấm hỏi 1. Nhưng lúc này chúng ta sẽ không quan sát và lý giải cho chấm hỏi 1 mà chúng ta hãy quan sát mối quan hệ giữa hai phân số trong từng cặp phân số. Cặp thứ nhất, trừ 1 phần 2 và 3 phần trừ 6. Cặp thứ hai, trừ 4 phần 8 và 1 phần trừ 2. Cặp còn lại là tạm thời để đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát hai cặp đầu tiên. Tụi con có phát hiện ra được điều gì, mối quan hệ gì giữa tử của phân số thứ nhì với tử phân số thứ nhất, mẫu phân số thứ nhì với mẫu phân số thứ nhất? Có cách nào chúng ta có thể biến hóa từ trừ 1 thành 3, từ 2 thành trừ 6? Biến hóa ở đây là thầy muốn ám chỉ rằng có một phép toán nào giúp tôi có thể biến từ trừ 1 thành 3, từ 2 thành trừ 6. Và phép toán này phải làm sao giúp tôi tìm ra được một quy luật chung thì đó mới là điều đáng giá. Chúng ta hãy xem. Các bạn hãy nhìn. Trừ 1 phần 2, thầy chỉ cần lấy tử và mẫu là trừ 1 và 2 cùng đem nhân cho trừ 3, ngay lập tức thầy sẽ tạo được thành phân số mới bằng với nó, đó là phân số 3 phần trừ 6. Và như vậy ở cặp thứ nhì, phép toán biến hóa của chúng ta bây giờ không phải là phép toán nhân nữa mà là một phép toán chia. Ta lấy trừ 4 chia cho trừ 4 được 1. Ta lấy 8 chia cho trừ 4 được trừ 2. Vậy ta được phân số mới là 1 phần trừ 2 vẫn bằng với phân số ban đầu. Vậy không quá khó khăn để tụi con có thể đoán ra được cặp phân số cuối cùng trong chấm hỏi 1. Từ trừ 5, xin lỗi, từ 5 phần trừ 10, tụi con đã thực hiện phép toán gì của tử và mẫu để tạo thành phân số mới là trừ 1 phần 2 bằng với nó? À, tụi con dễ dàng nhẩm ra được là con sẽ đem chia cho bao nhiêu? Chia cho trừ 5. Thì ngay lập tức con sẽ thu được phân số mới bằng với phân số ban đầu. Đúng chưa nào? Và dựa trên những gì thầy trò mình mới vừa tìm hiểu được, bây giờ các con hãy lật sách giáo khoa sang trang số 10. Tụi con lưu ý là tất cả những gì nãy giờ chúng ta hoàn toàn chưa ghi vào tập nhé. Chấm hỏi 2. Ở đây người ta đã thể hiện phép biến hóa cho mình. Phân số thứ nhất biến hóa thành phân số thứ nhì bằng một phép toán nhân. Nhưng vấn đề để lại cho chúng ta giải quyết đó là nhân cho bao nhiêu đây? Tụi con dễ dàng thấy được cả hai ô vuông này, con số mà chúng ta cần điền vào sẽ là con số bao nhiêu? Nó chính là con số trừ 3. Đúng chưa nào? Ta sang cặp phân số thứ nhì. Phép biến hóa dành cho tử và mẫu là một phép toán chia. Và kết quả phân số tạo thành là trừ 1 phần 2. Vậy con số ta điền sẽ là bao nhiêu các bạn? 5 chia cho bao nhiêu để được trừ 1?
À đúng rồi, nó sẽ chia cho trừ 5. Tương tự bên dưới trừ 10 cũng sẽ chia cho trừ 5. Như vậy, qua phân tích từ chấm hỏi 1 và việc thực hiện chấm hỏi 2, chúng ta đã có được một cái suy nghĩ. Phải chăng từ một phân số ban đầu, tôi có thể lấy tử và mẫu của phân số đó, đem nhân cho cùng một số hoặc chia cho cùng một số để tạo thành phân số mới bằng với phân số ban đầu. Có phải không vậy ta? Rồi, muốn biết phải hay không, bây giờ tụi con hãy quay lại màn hình, nhìn lên màn hình giùm thầy. Nhìn lại ở cái dòng ta đã biết. Bây giờ ta hãy nhìn hai cái phân số 1 phần trừ 3 và 2 phần trừ 6. Ban đầu là 1 phần trừ 3, tạo thành phân số mới bằng với nó là 2 phần trừ 6. Vậy 2 phần trừ 6 này đâu ra vậy ta? 2 phần trừ 6 này từ đâu? 1 sao biến thành 2, trừ 3 sao biến thành trừ 6? Với những gì tụi con đã làm ở chấm hỏi 1 và chấm hỏi 2, tụi con sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng ta chỉ việc lấy 1 nhân cho 2, trừ 3 nhân cho 2. Và thật vậy, ta dễ dàng thấy được phân số 2 phần trừ 6 được tạo đúng bằng cách mà chúng ta vừa dự đoán. Đó là ta lấy 1 nhân cho 2 trừ 3 nhân cho 2 thì ta sẽ tạo ra được phân số là trừ 2 phần 6. Vậy nếu từ phân số 2 phần, xin lỗi, ta sẽ tạo ra được phân số, hồi nãy thầy có nói nhầm với tụi con là trừ 2 phần 6 chứ thật ra nó là phân số 2 phần trừ 6. Như vậy, nếu ban đầu tôi có phân số 2 phần trừ 6, tôi muốn tạo ra được phân số 1 phần 3 bằng với nó thì tôi làm cách nào đây? 2 ra 1. Vô cùng dễ dàng các bạn ơi, các bạn chỉ việc lấy tử và mẫu của phân số trừ 2 phần 6 đem chia cho trừ 2 thì sẽ ra được phân số. Xin lỗi, tử và mẫu của phân số trừ 2, 2 phần trừ 6 đem chia cho 2, các bạn sẽ thu được phân số 1 phần 3. Rồi, được chưa nào? Và như vậy tạm thời đến đây, chúng ta đã có một phát hiện rằng nếu tôi lấy tử và mẫu của một phân số ban đầu đem nhân hoặc chia cho cùng một số thì tôi sẽ thu được một phân số mới bằng với phân số ban đầu. Điều này có đúng chắc như vậy không ta? Rồi, để biết chúng ta có tìm ra được một cái điều đúng chắc hay không thì bây giờ các bạn hãy nhìn lên trên bảng, à xin lỗi, các bạn hãy nhìn lên màn hình. Các bạn dễ dàng thấy được hai công thức. Công thức thứ nhất, A phần B thì bằng A nhân cho em M phần B nhân cho em M. Có nghĩa là từ một phân số ban đầu A phần B, thầy có thể lấy tử và mẫu là A và B, đem nhân cho cùng một số nguyên em M để tạo thành phân số mới bằng cái phân số ban đầu. Và lưu ý rằng với các bạn đó là M của mình phải khác không. Để làm gì? Để phân số mới tạo thành có mẫu khác không thì nó mới đáp ứng được điều kiện của phân số nha các bạn. Đến công thức thứ nhì, thầy có phân số ban đầu là A phần B sẽ được tạo ra một phân số mới bằng cách lấy A chia cho em M, B chia cho em M. Phân số mới được tạo thành là A chia em M phần B chia em M vẫn bằng với phân số ban đầu. Với lưu ý, M phải thuộc ước chung của A và B. M thuộc ước chung của A và B là gì vậy ta? Có nghĩa là A và B của các bạn phải chia hết cho M. Phép chia mà chúng ta thực hiện phải là phép chia hết các bạn nhé. Như vậy cái điều mà hồi nãy giờ thầy trò mình phát hiện ra rõ ràng là đúng nhưng mà chưa đủ thôi. Bây giờ chúng ta đã có được hai tính chất cơ bản đầy đủ và cần phải ghi nhớ ngay lập tức bởi vì nó rất là dễ. Chúng ta ghi nhớ ngắn gọn như sau. Thầy sẽ hướng dẫn cho bạn cách ghi nhớ nhanh. Từ một phân số ban đầu, ta có thể tạo ra được phân số bằng với nó bằng cách lấy tử và mẫu của nó nhân cho cùng một số nguyên khác không. Cách thứ nhất đã xong. Cách thứ hai, có thể lấy tử và mẫu của nó đem chia cho ước chung của tử và mẫu thì ta sẽ thu được phân số mới bằng với phân số ban đầu.
Được chưa? Chúng ta chỉ có hai cách đó mà thôi. Rồi, bây giờ các bạn hãy bước vào chấm hỏi 3 để cùng nhau làm sáng tỏ hơn cái tính chất này của mình. Thầy đã cho các bạn ví dụ đầu tiên để các bạn có thể bắt chước dễ dàng. Ví dụ này là cái gì vậy? Bây giờ hãy nhìn vào sách giáo khoa. Người ta cho mình 3 phân số, 5 phần trừ 17 và trừ 4 phần trừ 11 A phần B, với yêu cầu đó là phải viết được mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng với nó có mẫu dương. Thầy cho các bạn ví dụ minh họa cho phân số đầu tiên để thầy giảng cho các bạn dễ hiểu hơn. 5 phần trừ 17, thầy muốn tạo được thành một phân số mới bằng với nó thì chỉ có hai cách như trên bảng, xin lỗi, như trên màn hình, đó là nhân hoặc chia cho cùng một số. Thế thì ở đây tôi thấy số 17 và số 5, hai con số này nếu ta đem chia thì ta chỉ có thể chia được cho một với trừ một thôi nha các bạn. Còn nhân thì các bạn có thể nhân cho vô vàn số khác không là được. Chính vì vậy ở đây thầy chọn con đường dễ nhất, đó là thầy đem nhân cho trừ một thì thầy sẽ thu được phân số mới là cái gì? Trừ 5 phần 17, mẫu dương rồi và đã bằng được với phân số ban đầu. Do đó các bạn có thể dễ dàng tạo ra được phân số mới bằng với lại phân số trừ 4 phần trừ 11, giống như kiểu của thầy là nhân cho trừ 1. Hoặc nếu không thích nhân cho trừ 1, các bạn nhân cho bao nhiêu cũng được, miễn sao mẫu nó dương. Có nghĩa là số ta nhân phải là một con số, số âm, bởi vì mẫu của chúng ta đang là trừ 11. Tuy nhiên ở đây thầy vẫn chọn lựa con số trừ 1 để thầy làm cho nó sướng. Đây, thầy thu được kết quả như vậy. Và đối với phân số cuối cùng A phần B, thầy cũng chọn lựa là nhân cho trừ 1. Bởi vì sao? Bởi vì B của chúng ta đang là một số nguyên âm. Cho nên khi ta nhân cho trừ 1, ta thu được trừ B. Trừ B là số đối của B, mà B của chúng ta âm. Cho nên trừ B của chúng ta là một số dương nhé các bạn. Có rất nhiều bạn hiểu nhầm, trừ B là số âm. Không phải các bạn ơi, trừ B không phải là số âm, trừ B là số đối của B. Do đó cách đọc đúng phải đọc là trừ B, còn nếu các bạn đọc âm B là không chuẩn xác nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau áp dụng làm bài số 11 và số 12 vào trong sách giáo khoa. Thầy cho phép các bạn lấy bút chì làm thẳng vào sách luôn mà không cần phải trình bày vào tập. Hai bài này khá dễ, các bạn hãy nhìn vào bài số 11. Phân số đầu tiên 1 phần 4 bằng phân số bao nhiêu? Các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn, đúng không? Các bạn chỉ cần lấy 1 và 4 nhân cho cùng một số nguyên khác không, hoặc chia cho cùng một số nguyên là ước chung của 1 và 4 nhé các bạn, thì các bạn sẽ thu được phân số mới. Tương tự như vậy cho trừ 3 phần 4, các bạn tùy ý lựa chọn, ở đây thầy không ép các bạn. Chúng ta xuống phần thứ hai của bài số 11. Số ban đầu người ta cho mình là số 1 và yêu cầu chúng ta tạo thành một dãy các phân số bằng nhau. À, như vậy thì các bạn phải nhớ lại rằng số 1 của chúng ta là một số nguyên, cũng có thể hiểu nó là một phân số được viết dưới dạng là 1 phần 1, vậy có nghĩa mẫu của nó là 1. Bây giờ ta muốn biến thành một phân số mới bằng với nó, với mẫu là 2. Vậy các bạn sẽ lấy mẫu của nó nhân cho bao nhiêu có? Nhân cho 2, cho nên tử của nó cũng sẽ nhân cho 2 luôn. Và như vậy ta dễ dàng lần lượt thu được các phân số bằng với 1 sẽ là bao nhiêu? 2 phần 2 trừ 4 phần trừ 4, 6 phần 6 trừ 8 phần trừ 8, 10 phần 10. Đúng chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục vào bài số 12. Bài số 12 lại còn dễ hơn bài số 11 nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có kết quả duy nhất và có những cái định hướng mà đề bài đã vạch ra sẵn cho chúng ta. Ở câu A, người ta yêu cầu lấy tử và mẫu đều đem chia cho 3 hết. Vì vậy phân số tạo thành là bao nhiêu? Chắc thầy khỏi cần phải nói, tụi con cũng biết. Tụi con hãy tự điền vào. Ở câu B, lấy tử và mẫu đem nhân cho 4 hết. Như vậy phân số tạo thành sẽ là bao nhiêu? Quá dễ, tụi con cũng tự làm được luôn. Bây giờ ta sang câu C mới có vấn đề một tí xíu. Người ta yêu cầu chúng ta lấy tử và mẫu đều phải thực hiện phép toán chia. Nhưng tử chia bao nhiêu chưa biết, mà mẫu thì chắc chắn phải chia cho 5. Như vậy để tạo thành phân số bằng nhau, bắt buộc tử của con phải chia cho mấy luôn?
phải chia cho 5, và như vậy con sẽ thu được phân số mới của mình là bao nhiêu? Trừ 15 mà con chia cho 5 sẽ ra được đó là trừ 3. 25 con chia cho 5 sẽ ra được là 5. Vậy con thu được phân số mới là trừ 3 phần 5. Cặp phân số cuối cùng. Phân số 4 phần 9 tạo ra một phân số bằng với nó. Có tử là 28, mẫu là bao nhiêu chưa biết. Như vậy tử ban đầu là 4 mà 4 biến thành tử là 28. Vậy 4 đã thực hiện phép toán nhân cho bao nhiêu vậy con? Nhân cho 7, do đó bên dưới mẫu cũng phải nhân cho 7. Và 9 nhân cho 7 thì ta sẽ thu được là bao nhiêu? Là 63. Rồi, đã kết thúc bài số 12. Với hai bài 11 và 12 này đã giúp các bạn củng cố một cách vững chắc hơn, ghi nhớ một cách vững chắc hơn về tính chất cơ bản của hai phân số bằng nhau. Vậy tóm lại, tính chất cơ bản của hai phân số bằng nhau có hai tính chất. Tính chất thứ nhất, tụi con được quyền lấy tử và mẫu của một phân số ban đầu, đem nhân cho cùng một số nguyên khác không để tạo thành phân số mới bằng với nó. Tụi con cũng có thể lấy tử và mẫu của phân số ban đầu, đem chia cho cùng một số mà số đó phải là ước chung của tử và mẫu, con cũng sẽ thu được phân số mới bằng với phân số ban đầu. Đó cũng chính là toàn bộ nội dung cô đọng nhất của bài học ngày hôm nay. Và trên màn hình của các bạn hiện giờ đó là toàn bộ những gì mà tụi con sẽ phải ghi vào trong tập. Và cũng trước khi kết thúc bài học thì phần việc nho nhỏ còn lại sẽ chính là phần việc dành cho tụi con. Đó chính là bài tập về nhà, bài số 13, 14 sách giáo khoa trang 12. Hạn chót nộp bài của tụi con là ngày 15 tháng 4 năm 2020. Tụi con lưu ý rằng khi tụi con nộp bài thì các thầy cô sẽ dựa vào cái deadline này để sẽ lần lượt trả lời các cái tin nhắn hoặc là email cho tụi con là biết là đã nhận bài của tụi con rồi. Bởi vì sẽ có bạn làm trước làm sau cho nên thầy cô sẽ đợi các bạn cho đến cái ngày cuối cùng này, thầy cô sẽ hồi báo cho tụi con biết. Và tất cả những bài làm của các bạn gửi về cho các thầy cô đều được ghi nhận hết, và các thầy cô bộ môn sẽ ghi nhận lại những cái kết quả đó sau này để hỗ trợ cho việc đánh giá tụi con sau khi mà chúng ta kết thúc cái thời gian nghỉ tại nhà và đến trường trở lại. Đến đây bài học ngày hôm nay cũng kết thúc. Thầy xin một lần nữa chúc tụi con và gia đình được vui khỏe, tụi con học giỏi, vẫn duy trì được sức học của mình một cách tốt nhất mặc dù chúng ta không đến trường và học online. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.